trong cái tình trạng mà chiến tranh căng thẳng đang xảy ra giữa Nga và Ukraine thì thưa quý vị các quốc gia thù địch như là Nga, Trung cộng hoặc là Iran À, trong thời gian vừa qua họ đã có những cái hành động rất là hung hãn gây chiến đối với chính phủ Hoa Kỳ của chúng ta à, và có lẽ đó cũng vì do cái sự lãnh đạo yếu kém của chính quyền Joe Biden trong một cái động thái rất là hiếm hoai thì ngũ sắc đài vào hôm nay thứ năm họ đã công bố một cái đoạn video được giải mật cho thấy sự việc mà không quân của nga đã đánh chặn một chiếc máy bay không người lái giám sát của không quân Hoa Kỳ và họ cũng đã có một sự đụng chạm và làm cho chiếc máy bay không người lái này bị rơi trên biển đen vào hai ngày vừa qua. Đây là một cái sự đối đầu trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Nga kể từ khi cuộc chiến Ukraine đã bắt đầu. Điều này làm xấu đi cái mối quan hệ ngoại giao vốn đã gặp rất nhiều cái sự căng thẳng giữa DC và Moscow. Trong cái đoạn video thì một chiếc máy bay chiến đấu SU-27 của Nga đã bay theo rất là sát rất là gần chiếc máy bay không người lái MQ-9 của Hoa Kỳ và chiếc SU-27 đã đổ. À, sang nhiên liệu của nó ra ngay sát bên chiếc máy bay MQ-9 của Hoa Kỳ. Cái điều mà các người quan chức Hoa Kỳ cho rằng đây là một cái nỗ lực rõ ràng để nhằm làm hư hỏng chiếc máy bay không người lái của Hoa Kỳ khi mà nó đang bay qua Biển Đen. ngũ sắc đài cho biết rằng đó là một à, do cái sự va chạm của máy bay phản lực nga với chiếc máy bay không người lái và cánh quạt của chiếc máy bay không người lái đã bị hư hỏng và khiến chiếc, cho chiếc máy bay này bị à, rơi xuống Biển Đen nga đã bác bỏ cáo buộc rằng hoa kỳ à, cho rằng các máy bay phản lực của họ đã có những hành động rất là liều lĩnh nguy hiểm à, trong cái sự việc xảy ra vào ngày thứ ba vừa qua và thay vào đó thì nga lại đổ lỗi cho máy bay không người lái của hoa kỳ đã gây ra tai nạn sự việc trên vùng biển quốc tế đây là một lời nhắc nhở về cái môi nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa hoa kỳ và nga về cái vấn đề chiến tranh ukraine Nga đã nhanh chóng nhìn được thấy gần cái khu vực mà chiếc máy bay không người lái của Hoa Kỳ bị rơi xuống biển đen. Mặc dù dường như họ chưa tìm thấy bất cứ những cái bộ phận nào của chiếc máy bay MQ-9 của, của Hoa Kỳ ở dưới biển. À, DC thì họ nói rằng à, nếu mà lực lượng hải quân của nga tìm kiếm những cái mảnh vụn vỡ của chiếc máy bay không người lái thì cũng sẽ gặp rất nhiều cái sự khó khăn, tại vì đây là cái khu vực mà biển rất là sâu, rất khó để mà tìm lại các cái mảnh vỡ đó. và ngoài ra thì chính phủ hoa kỳ cũng cho biết rằng à, họ đã thực hiện tất cả các biện pháp để mà bảo đảm rằng không có tất cả những cái thông tin nào mà nếu lực lượng hải quân nga các tìm kiếm được những cái bộ phận của chiếc máy bay không người lái thì cũng không cách nào mà thu hồi được các thông tin bí mật của của, của chiếc máy bay này của chính phủ Hoa Kỳ. Cái đoạn video được công bố sau khi các cuộc gọi riêng vào thứ tư giữa các um, tướng hàng đầu của Hoa Kỳ, đó là ông Mark Milley đồng cấp của Nga là tướng Chernyakov cũng như là bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin và đồng cấp của Nga là ông Sergei Shoigu họ nói chuyện với nhau để mà phòng ngừa không có những cái sự hiểu lầm xảy ra dẫn đến chiến tranh thưa quý vị thì điều này cũng cho chúng ta thấy rằng um, um, tướng Milley họ nói rằng rõ ràng sự việc mà máy bay của Nga ngăn chặn và quấy rối máy bay không người lái của không quân Hoa Kỳ đây là một sự việc có chủ ý tuy nhiên họ cũng không chắc chắn rằng không à, không không quân của nga cố tình hạ rớt cái chiếc máy bay không người lái của hoa kỳ tại vì cái điều này nó cũng gây ra những cái sự nguy hiểm cho chính chiếc máy bay của nga mà thôi thì hiện nay họ cũng đang à, à, điều tra để cho biết cái sự việc rõ ràng là gì và ngoài ra à, những cái sự việc mà không quân của các quốc gia thù địch à, chạm mặt với nhau ở trên không phận quốc tế là cái điều cũng rất là bình thường xảy ra thưa quý vị thưa quý vị là vụ này đó thực ra người ta nói là không phải tai nạn Nga nó cố tình đâm vào Nhưng mà làm cái đối đầu đó Coi như là nó đang trong tình huống bây giờ quý vị cũng hiểu là ông Putin cũng đang điên lên là cuộc chiến đến năm thứ hai rồi Không cơ thể nói gì được ngoài cái là một cái đại quốc như Nga mà nó quá yếu Đánh với Ukraine đến năm sang năm thứ hai rồi không có giải thích gì được hết đó Nhưng vì thế ông ta coi như bằng một loại mặc cảm lúc nào cũng phải khoe cái hạt nhân ra quý vị thấy không Cái người mà hai người mà người này cứ phải khoe đồ nghề tôi có cái này tôi có cái kia Còn bên Hoa Kỳ có nói gì đâu biết ngay là gã mặc cảm như một con người bình thường thôi thua kém sợ là bên kia nó không nể mình cho nên cứ phải là khoa trường khoác lác như trước đây chúng tôi nói thì cho nên họ nói như vậy nhưng họ nói thế này cái ngày khi đụng nhau đó cũng là một ngày rất nguy hiểm nếu bên hoa kỳ thiếu bình tĩnh bực lên mấy ông tướng cho là như vậy đụng đụng đầu rõ ràng họ sẵn sàng họ ra lệnh cho cái máy bay của họ đó thì sinh máy đấy không sao hết nhưng mà miễn là bắn rớt cái máy bay không người lái của hoa kỳ để chứng tỏ là cái vùng này của chúng tôi vì cái đó là vùng ngay vùng biển đen mà chúng ta nhớ là cái trận chiến bây giờ cũng đang khống chế cái bác bút là bởi nó muốn từ đó nó dẫn đi là nga nó muốn khống chế mà muốn nó sẽ bá chủ cái vùng biển đó nước nào đi ra vô sẽ khó khăn cho nên hoa kỳ khi phải cố tình bay vào những cái vùng không phần đó để chứng minh là cái này là cái chuyện chung anh không có quyền gì hết thì đó nó là, là va chạm như vậy đó cho nên là người ta nói nếu tại vì như vậy đã đụng như vậy là có thể kích hoạt cái điều khoản số 5 rồi trong cái hiến trương NATO khi anh đụng một nước trong NATO là đụng tất cả gần 30 nước khác nhưng dĩ nhiên Hoa Kỳ không giải mình giống như chúng ta hay nói đó chén xứ mình không giải gì mình đụng đụng chén vì giờ nga nó là thằng thằng chén 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 sành rồi chén vớ vẩn rồi mình đang ngon lành mình ở cái thế thế cao mình mình, mình gây chiến nó làm gì không ai muốn đi vào cuộc chiến tranh hết đó chỉ có những tay nó điên khùng như tay này vì nó tham vọng quá nó tưởng dễ ăn chứ bây giờ nói thật quý vị nhân thông thâm tâm chính ông tiền cũng rất là hối hận nhưng mà muộn rồi dĩ nhiên gã ở ngoài gã phải nói cứng ai cũng vậy hết nhất là những một tay mà hống hách như Putin đời nào dám chấp nhận là mình đã tính sai chứ bây giờ quý vị nó kéo theo rất khó bây giờ gã rút lại cũng không được luôn thì bây giờ nó đang ở cái thế mà ngày xưa cái tha hồ làm hoàng đế muôn năm có ai đụng chạm gì gã đâu có nước nào tấn dám tấn công nước nga đâu nhưng mà ông lấy cớ bởi vì nước mình đang đó là hoa kỳ nó đang càng ngày nó càng đổ quân tới biên giới sát mình cho nên mình phải tự vệ đó là cái luận điệu gái vẫn nói cho đến giờ này này vì nhớ tôi là tìm cách giải thích đó nhưng mà cái khó là bởi vì khi anh đem quân đi xâm chiếm rõ ràng cho nên anh dù ông cố gắng ông ông là che đậy và nhồi sọ cái đám dân nga đó và, những đám lính nga nhưng mà quý vị thấy rất hiệu quả rất ít tại sao bây giờ có nhiều lính nga đã đào ngũ chảy qua bên ukraine rồi và cái vụ Kherson hôm qua tôi có loan tin là chính một tay tướng của nó đó. nga đó mà cũng đã tháo chảy là vì nó nghe là bên ukraine đang đem quân về và sẽ đánh lớn ở miền Nam. Cho nên gã thấy mà thôi mình chạy trước đi và tính sau, gã trốn thoát đâu đó rồi cái chuyện tính sau. là còn cái chứ còn bây giờ đi vào đấy tôi nói là vùng tử địa mà. Một đi không trở lại và đã bao nhiêu tướng mất mạng rồi quý vị thì gã từ những gã hoảng lên. Thì đó là cái tin để cho mình thấy cái tình hình bây giờ Nga cũng xa lầy lắm.